lại với kênh mua bán tốc cũ gặp Loan Kinh Môn Hải Dương hôm nay. Và trong buổi chiều hôm nay, Loan giới thiệu cho quý chị các bạn xem một mẫu xe Ford của Mỹ. Vâng, một chiếc xe Ford Mondeo sản xuất năm 2004 và đăng ký lần đầu năm 2005, mang tên tư nhân. Một chiếc xe rất đẹp luôn chị nhé. Em đang chào bán chiếc xe này với mức giá chỉ có 175 triệu đồng thôi. Và chiếc xe trang bị cái khối động cơ 2.4 Ford mới đèn hai vạch các chị nhé. Và với cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Ford Mondeo 2.4 này thì tiêu hao nhiên liệu của nó rất hợp lý cho anh chị các bạn mua về sử dụng. Và quý chị các bạn đến xem xe trực tiếp tại salon ô tô số 1 có địa chỉ tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Loan 0976 08169 chị nhé. Cái đôi Zalo sở hữu cái mẫu xe Ford Mondeo Ford mới hai vạch đã sản xuất năm 2004 và đăng ký lần đầu năm 2005 này. Đấy, thì sau đây sẽ đi vào chi tiết cái mẫu xe này cho quý chị các bạn cùng tham khảo nhé. Vâng, một chiếc xe của Mỹ đó, 2004 đăng ký lần đầu năm 2005 Ford Mondeo. Động cơ 2.4 số tự động, form mới đèn hai vạch, rất đẹp anh chị nhá. Tổng thành xe quý anh chị các bạn yên tâm, hoàn toàn không phải làm bất kỳ mục gì. Xe đã được chủ xe sơn tỉa và đánh bóng rồi, cũng như là được trang bị đầy đủ màn hình Android trên xe anh chị nhá. Đấy, một mẫu xe 5 chỗ ngồi, xe công chức nhà nước sử dụng. Đấy, xe này em mua lại của anh cán bộ công an tỉnh nhá, công an tỉnh Bắc Giang. Một mẫu xe phải nói nó khá đẹp luôn. Và lát sẽ cho anh chị các bạn kiểm tra luôn cái hệ thống nội thất của xe. Và xe đi nhiều hay ít và đi cẩn thận hay không thì chúng ta nhìn vào cái hệ thống nội thất của xe. Đây ạ. Một chiếc xe mang tên tư nhân biển tỉnh anh chị nhá. Đăng kiểm tới cuối năm 2020. Đấy, đèn đóm rất sáng luôn và rất đẹp. Cam kết đảm bảo cho quý anh chị các bạn không lỗi, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Đấy, form này rất đẹp luôn anh chị nhìn này. Đấy, form Mondeo anh chị nhá, một chiếc xe nguyên form, không lỗi gì. Đó, đèn rất sáng luôn anh chị ạ. Đèn hai vạch anh chị nhá, đèn theo xe. Xe cam kết đảm bảo là không lỗi gì, cũng như là không móp méo, không đâm xô. Tích hợp xi nhan báo rẽ. Đó là răng đúc phanh ABS 4 bánh, túi khí quanh xe. Đăng kiểm tới tháng 12 năm 2020 chị nhá. Đèn này, kính xe là hoàn toàn là nguyên theo xe này. Đó, được dán phím quách nhiệt và cách nhiệt bên trong xe hết rồi anh chị nhá. Đó, một chiếc xe trang bị cái khối động cơ 2.4 thôi. Đó, 2.4 thì quý anh chị các bạn yên tâm là một mẫu xe đấy anh chị các bạn không sợ tốn xăng quá đối với dòng Mondeo này. 2.4 và chúng ta đi cái dòng Ford Mondeo này thì anh chị yên tâm là để với cái dòng 2.4 và dòng 2.0 thì 2.4 là cái dòng xe nó bền hơn cái dòng 2.0 rất nhiều anh chị nhé. Và để đi về cái dòng này thì anh chị các bạn cũng đừng quan tâm đến cái mức độ tiêu hao nhiên liệu của cái dòng này nhiều. Vì đã sở hữu, muốn sở hữu được cái dòng xe sang thì tất nhiên là những cái dòng này nó phải tốn xăng. Đấy anh chị nhá, tốn xăng. Thì 2.4 thì tiêu hao nhiên liệu tầm 11-12 lít trên 100 km đường trường đối với dòng Ford Mondeo. Đó, dành cho quý anh chị nào mà đam mê cũng như là sở hữu, muốn sở hữu những cái dòng xe sang, xe về đi gia đình hoặc đi chơi này. Đó, cảm biến quanh xe. Gầm bệ vô cùng đẹp anh chị nhá, rất chắc chắn luôn. Đây ạ, gầm bệ đây ạ. Một cái dòng Ford của Mỹ, cái dòng xe nó rất là bền anh chị nhá, rất là bền bỉ luôn. Đây ạ. Dòng Ford Mondeo là trước cái dòng này toàn đi trong chính phủ nhà nước sử dụng cái dòng Ford Mondeo rất nhiều luôn. Cực đẹp luôn anh chị nhá. Dòng 2.4 V6. Vâng ạ, chúng ta cùng đi vào cái hệ thống nội thất của xe nhá. Đây ạ. Nội thất của xe đấy chị nhìn nào. Chúng ta mở cửa ra nó có cái cảm giác này, một cái hệ thống nội thất xe rất đẹp anh chị nhá. Nội thất da xịn nguyên bản từ năm 2004 này và được lăn bánh lần đầu năm 2005 này. Nội thất da phải nói rất đẹp luôn. Đấy, nó chỉ hơi cũ một chút theo thời gian thôi nhưng mà đổi lại này anh chị này, rất mềm nhá. Đấy, đệm rất mềm luôn này. Và hoàn toàn là như mới luôn. Đấy anh chị nhá. Hoàn toàn như mới luôn. Giá chỉ có 175 triệu đồng thôi ạ. 175 triệu đồng một chiếc xe Ford Mondeo. Đấy, trang bị cửa sổ lốc. Trần này ạ, trần nỉ nguyên bản này. Trần rất là căng luôn. Với nội thất của nó rất đẹp luôn. Đã được độ hai màn hình phía sau nhá. Cực đẹp luôn. Và hệ thống keo chỉ của xe hoàn toàn là hệ thống keo chỉ nguyên.
Đấy ạ. Hệ thống keo chỉ của xe hoàn toàn hệ thống keo chỉ nguyên nhá. Rất là đẹp luôn, một mẫu xe Formandale. Đảm bảo cho quý chị các bạn mua và đến xem xe là chắc chắn là sẽ ưng với cái mẫu xe Formandale này luôn. Đấy, phải nói nó rất đẹp. Không nỗi gì luôn, và nội thất không hề có hiện tượng là rạn rách gì. Đây ạ. Kể cả cái phần ghế lái anh chị nhá. Đây ạ, cả phần ghế lái này. Sử dụng nhiều như vậy nhưng mà này, đấy, cái nội thất nó rất đẹp. Xe đi chuẩn là 22 vạn 5 anh chị nhá, 22 vạn 5 ạ. Đấy, ghế chỉnh điện này, chúng ta ngồi nó có sự di chuyển của ghế này theo cân bằng mức người ngồi nhá. Và được trang bị đầy đủ màn hình Android này. Đó, được độ, chủ xe đã độ màn hình Android rồi. Điều hòa rất mát luôn. Đó. Hộp số tự động nguyên theo xe. Đấy, 6 túi khí trên xe anh chị nhá. Đó, anh chị nhìn này. Táp lô đây. Đấy, phần nhựa táp lô đây anh chị nhìn nhá. Đấy, nhựa táp lô cực đẹp luôn. Đó, rất đẹp luôn nhá. Cũng như phần vô lăng này. Vô lăng 4 chấu. Rất đẹp, hệ thống táp ly đây. Giá chỉ có 175 triệu đồng thôi anh chị nhá. 175 triệu đồng một mẫu xe Formandale sản xuất năm 2004 và được đăng ký lần đầu năm 2005, mang tên tư nhân. Đấy, điều hòa đây, điều hòa rất mát luôn này. Đó, điều hòa rất mát nhá. Em sẽ thử hệ thống đèn cho quý anh chị các bạn. Đây ạ. Tích hợp xi nhan báo rẽ phần trên gương và hông xe nhé anh chị nhá. Đó, trên gương và hông xe luôn. Đây ạ. Đèn hai vạch anh chị nhá. Rất đẹp luôn cho mẫu xe Formandale 24. Đăng ký lần đầu năm bánh 2005. Và em sẽ cho quý anh chị các bạn kiểm tra và xem luôn cái hệ thống khoang máy của chiếc Formandale này để anh chị các bạn có đánh giá chi tiết hơn. Và anh chị các bạn quan tâm thì alo trực tiếp qua số điện thoại của em Loan để được chốt cọc 0976 08169. Đến xem xe trực tiếp tại salon ô tô số 1 có địa chỉ tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Đây nhá. Một chiếc xe này, ghế chỉnh điện hoàn toàn là nguyên theo xe nhá. Và chỉnh rất là êm ái luôn, nhẹ nhàng luôn. Đó. Em sẽ cho anh chị các bạn kiểm tra hệ thống khoang máy nữa. Vâng, đây anh chị nhá. Một cái hệ thống khoang máy của chiếc Formandale. Đây, nỉ lắp cabo này. Lắp cabo hoàn toàn là nguyên bản nhá. Đó, xe không đâm đụng gì, không cắn đụng, không va chạm gì thì tất nhiên là cái hệ thống nó keo chỉ của xe là sẽ hoàn toàn là nguyên zin. Lắp cabo của nó còn nguyên này, hệ thống lắp cabo chống ồn, nỉ lắp cabo đây ạ. Và máy móc của chiếc xe hoàn toàn là chưa ra anh chị nhá. Đó, tất cả các cạnh của xe rất sắc nét luôn. Đó, xe thì máy móc em chưa rửa khoang máy gì đâu ạ. Em để nguyên cho anh chị các bạn nhìn như này thì sẽ anh chị các bạn sẽ phát hiện được ví dụ là xe có chảy dầu nhớt này không này. Đó, máy lổ rất là êm ái. Với cái động cơ 2.5 máy lổ rất là êm. Đấy, anh chị các bạn quan tâm đến cái dòng Formandale này có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của em Loan được chốt cọc nhá. 0976 08169. Quý chị các bạn lần đầu theo dõi clip của em Loan nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông thông báo màu đỏ bên phải màn hình và chia sẻ kênh giúp em để theo dõi những cái mẫu xe mới nhất em đưa lên thường xuyên trong ngày. Hẹn gặp lại quý anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.